Chương một. Kích phát bạch hổ huyết mạch mèo con Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com T Đầu đau quá a. À. Lý mặt từ trong ngủ mê ung dung tỉnh lại Chợt cảm thấy đầu óc một trận căng đau Còn chưa đợi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại Vô số ký ức tin tức liền một mạch tràn vào hắn ý thức Nửa giờ sau Hô, hô Ta, ta cái này mụ nó là xuyên qua Mụ, không nghĩ tới loại này tiểu thuyết bên trong mới có sự tình đều mụ nó có thể cho ta đụng phải, đây cũng quá không thể tưởng tượng chứ. Lý mặt miệng lớn thở lấy, trên trán tràn đầy mồ hôi. Từ trong trí nhớ, Lý mặt hiểu được hắn bây giờ vị trí cái thế giới này tình huống. Ngàn năm trước thiên địa kịch biến, linh khí khôi phục, vô số hung thú từ vết nứt không gian bên trong tràn vào cái thế giới này, nhân loại tiếp nhận trước đó chưa từng có hạo kiếp. Ngay cả cái thế giới này nguyên bản những cái kia động vật cũng nhau nhau biến dị, hóa thành hung thú. Bất quá, trong nhân loại cũng xuất hiện rất nhiều giác tỉnh giả, nắm giữ không thể tưởng tượng dị năng, đồng thời phát hiện có thể hấp thu luyện hóa linh khí cho mình dùng, tăng lên chính mình thực lực. Thế là, vô số nhân loại hao phí lượng lớn tâm huyết nghiên cứu ra rất nhiều hấp thu luyện hóa linh khí công pháp cùng võ học, linh kỹ, từ đó, nhân loại mở ra toàn dân tu hành tập võ thời đại. Mà Lý Mặt, bây giờ thân phận là Mặt Dương Thành thứ ba võ học viện một tên phổ thông học viên. Ngoài ra, Lý Mặt vốn là một đứa cô nhi, bất quá lại may mắn được một cái lão thợ rèn thu dưỡng, chỉ tiếc, thu dưỡng hắn lão thợ rèn ở nửa năm trước liền qua đời. Mèo Lúc này, hơi nghiêng bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Sát theo đó, một đầu màu quýt mèo con bước ưu nhã bước nhỏ đi tới Lý Mặt bên cạnh, sau đó nhảy lên nhảy đến Lý Mặt trên thân, dùng đầu tại lý mặt trên thân cọ cọ lại ngẩng đầu nịnh nọt hướng lý mặt kêu nhỏ hai tiếng mèo mèo chứng kiến cái này mèo con lý mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười thân tay tại nó trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve hai lần ken xin hỏi ký chủ có hay không kích phát bàn tay của chúa lý mặt lập tức ngẩn ngơ con ngươi hơi co lại một mặt ngạc nhiên nhìn trái phải một cái ai ai là người nào nói chuyện Lý mặt có chút bối rối kêu lên. Mèo con nghe được hắn lời nói, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem lý mặt. Ký chủ, ta là thượng đế hệ thống, ngài muốn cùng ta trò chuyện chỉ cần trong đầu nghĩ có thể. Cái kia thanh âm cổ quái lại một lần tại lý mặt trong đầu vang lên. Hệ. Hệ thống. Lý mặt trừng to mắt, không nhìn được, lọc cọc, nuốt một thoáng. Chẳng lẽ đây chính là ta thân vì xuyên việt giả bàn tay vàng sao? vâng ký chủ hệ thống khẳng định trả lời ta đi ta không có ở nằm mơ ha 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 lý mặt lập tức trở nên hưng phấn xin hỏi ký chủ có hay không kích phát bàn tay của chúa lúc này hệ thống lần nữa hỏi thăm trong sự kích động lý mặt không chút suy nghĩ theo bản năng trong đầu nói là sau một khắc lý mặt bỗng nhiên chứng kiến trong tay hắn mèo con toàn thân đột nhiên tách ra một đạo lộng lẫy hào quang đem mèo con đều cho giật mình, một bộ bộ dáng khẩn trương không ngừng mà nhìn mình trên thân, hai đầu móng vuốt nhỏ theo bản năng đánh đấm loạn xạ. Ken Ký chủ sử dụng bàn tay của chúa, mèo con toàn bộ thuộc tính 50, thành công kích phát một ít bạch hổ huyết mạch. Ký chủ thu hoạch được điểm 1, bàn tay của chúa hôm nay còn thừa sử dụng số lần 1. Thảo Cái này cái gì bàn tay của chúa lại có thể cho mèo con gia tăng thuộc tính? hơn nữa còn kích phát bạch hổ huyết mạch. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, lý mặt không nhịn được kêu to một tiếng. Giật mình nhìn xem trước mặt màu lông rõ ràng so với trước tiên sáng lên rất nhiều, cái tráng ra thậm chí lờ mờ thấy rõ một cái chữ vương hổ văn mèo con, nhất thời trừng to mắt. Cùng lúc đó, một màn ánh sáng giới diện hiện hiện tại hắn não hải. Tên gọi Mèo con đẳng cấp Nhất giai hạ đẳng hung thú lực lượng 68 thể phách 72 nhanh nhẹn 89 bạch hổ huyết mạch 100, 100 không, Thánh thú bạch hổ huyết mạch Huyết mạch toàn bộ thức tỉnh có thể tiến hóa thành chân chính thánh thú bạch hổ Kỹ năng Miêu chi lợi trảo Bạch hổ khiếu thiên ba thiên phú Kim, chưa giác tỉnh Chứng kiến màn sáng bên trong thuộc tính tin tức Lý mặt hít sâu khẩu khí Đây là Cái này mèo con hiện tại thuộc tính Lý Mặc không nhìn được dùng sức nuốt một thoáng, nhìn chầm chầm trước mặt mèo con. Mèo con bị Lý Mặc như vậy chăm chú nhìn, có vẻ hơi bất an, không nhịn được, mèo ô gọi một tiếng. Lý Mặc sau khi lấy lại tinh thần, lại là cười hắc hắc lên, nhìn xem mèo con ánh mắt đều thay đổi, tiểu miêu miêu, không nghĩ tới ngươi lại kích phát bạch hổ huyết mạch A, kha 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 kha. Bạch hổ A, đây chính là thánh thú. Nếu là một ngày nào đó, cái này mèo con thật có thể thức tỉnh toàn bộ huyết mạch chi lực, tiến hóa thành thánh thú bạch hổ, cái kia cỡ nào phong cách. Ngẫm lại chính mình cưỡi một đầu thánh thú bạch hổ đi tại trên đường cái, cái kia quay đầu xoái, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Lý mặt não hải bên trong không nhìn được tưởng tượng lấy kia trường cảnh, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Mèo Mèo con tựa hồ bị lý mặt cái kia lõa lộ ánh mắt bị dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian gọi một tiếng liền từ lý mặt trên thân nhảy xuống, trốn ở bên trong góc, cảnh giác nhìn chầm chầm lý mặt, một bộ rung lẫy bẫy bộ dáng. Đúng, vừa rồi hệ thống còn giống như nhắc nhở ta thu hoạch được cái gì điểm tới, cái kia lại là cái quái gì. Lý mặt tỉnh táo lại, cũng không đi để ý tới cái kia chỉ mèo con, tranh thủ thời gian kiểm tra chính mình thuộc tính. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.